buổi sáng thỏ con bé bỏng. Và xì trâm những bạn khác nữa. Mình có cái lượt này khi còn là một xì trâm bé xíu. Nó cũng già như mình vậy. Có vẻ như là nó đã tồn tại lâu hơn khả năng. Chắc là phải coi lại. Cánh cửa này cũng già như mình luôn rồi. Tí dù ơi. Người hãy nói với Tí Điệu là con đúng đi. Trái đất đã hàng trăm năm tuổi rồi. Có phải vậy không Tí Vua? Gì chứ, nếu mà già như vậy thì cỏ sẽ màu xám, không phải màu xanh rồi. Nếu nói cho đúng thì thật ra trái đất đã hàng triệu năm tuổi rồi. Thiệt vậy sao? Nhưng mà như vậy thì già hơn cả Tí Vua nữa đó. Đúng, ta chưa có già quá mà. Dạ, cảm giác khi quá già ra sao hả Tí Vua? Già thì đâu có gì mà lạ. Ta vẫn khỏe mạnh và vui vẻ như các con thôi. Nhìn đây. Thấy không? Cái ô gì kỳ vậy? Lưng ta chưa từng kêu như vậy bao giờ. Ủa cái gì vậy? Nó lại kêu nữa rồi nè. Cậu nghĩ coi, sau này tụi mình cũng sẽ già. Tụi mình sẽ không bao giờ già như Tí Vua đâu. Ai mà già được như vậy chứ. Xì Trâm ơi, mình mới tìm được rất nhiều hòn đá đẹp. Nếu đem rửa sạch, chắc chắn nó còn đẹp dữ hơn nữa. Mình phải kể với Tí Cận mới được. Tí Cận ơi, Tí Cận. Ta mà già sao? Phải nấu miếng nước và ít trà uống cho thư giãn đầu óc. Tụi mình sẽ không bao giờ già như Tí Vua đâu. Ai mà già được như vậy chứ. Con chào Tí Vua. Chào con Tí Cô Nương. Ngài có cần con giúp gì không Tí Vua? Không, cảm ơn con. Ta chưa bao giờ xì trâm hơn. Chưa bao giờ xì trâm hơn. Xì trâm. Một xì trâm. Ta phải có một đứa xì trâm. Mọi sinh vật của rừng già đều ở đây. Cho soi, gấu, người lùn, tiên hoa, lập ba tha xa. Ta đã bắt được tất cả chúng. Tuy nhiên ta vẫn còn thiếu một thứ thiết yếu để hoàn chỉnh bộ sưu tập của mình. Đó chính là một đứa xì trâm xanh lè nhỏ xíu. Có phải đó là thứ ông mong muốn rất mãnh liệt không? Đúng rồi. Vậy tôi sẽ đem về cho ông một xì trâm, nếu như ông chịu thả tôi ra. Một lời đề nghị hấp dẫn đó tiền qua. Cứ thỏa thuận như vậy đi. Nếu ngươi có thể đem một xì trâm khôn ngoan nhất vậy đây cho ta, ta sẽ trả tự do cho ngươi liền. Tự do rồi tôi. Không nhanh như vậy đâu. Quả sẽ đi với ngươi để chắc chắn ngươi làm theo yêu cầu của ta. Nếu ngươi cố tình trốn tránh nhiệm vụ hoặc bỏ trốn thì quả sẽ bắt ngươi về để chịu trừng phạt. Và bây giờ ngươi có thể đi được rồi. Này tràn ngập xì trâm luôn. Đau quá. Nó đau quá. Mình sẽ không thể bay được nữa. Tí Vua ơi. Có một nàng tiên đáng thương nè. Là tiên hoa đáng thương cần giúp đỡ. Mình đang tìm chỗ trên tán cây lớn này thì lỡ làm đau đôi cánh mỏng manh của mình. Nếu như không, tôi đã có một nơi an toàn ấm cúng để qua đêm rồi. Để ta coi nào, Tiên Hoa. Cô có thể nghỉ ngơi ở nhà ta, ta sẽ ở tạm với Tí Tham ăn. Trời ơi, cánh tay của ngài thật khỏe mạnh. Thiệt vậy hả? Thiệt mà. Biết làm sao mới cảm ơn ngài được đây. Không có gì đâu. Chúng ta về thôi. Thật là xì trâm tuyệt vời. Chúng ta có bạn mới rồi. Tí Vua ơi, ngã đâu? Tiên hoa xinh đẹp. Tôi rất vui khi thấy cô khá hơn. Đây, một bông hoa tươi xì trâm cho người bạn mới. Cảm ơn. Hoa đẹp quá à. Cô xì trâm bữa sáng với chúng tôi nhé. Được thôi, vậy thì tốt quá. Biết không cô bé, cô thật là tốt bụng.
không sao chứ? Tôi bị giật mình chút xíu thôi. Cảm ơn vì bông hoa. Bây giờ tôi phải đi rồi. Nhưng còn bữa sáng. Không, không kịp đâu. Tôi có chút chuyện quan trọng cần phải làm liền. Chào, tí vua ơi, nhìn ngài thật khỏe mạnh. Cô thật sự là nghĩ như vậy hả? Bộ râu của ngài cũng dễ thương thiệt á. Cháu cũng không tệ, chắc vậy. Ta chỉ đơn thuần đang nói tới ích lợi của việc lao động chăm chỉ thôi. Và ta nghĩ các con đang cần xì trung điều đó ngay từ bây giờ. Cô thứ lỗi nghe tiên qua. Có lẽ mọi chuyện sẽ không dễ dàng. Tự lừa dối bản thân cũng không có ích gì. Ta không còn trẻ trung chút nào. Thì trong mơ. Anh Thiệt Trâm nào đó gặp nạn rồi. Giống như là tiếng của tiên qua. Tí vua, ngài đã cứu sống cô ấy. Ngài đúng là một anh hùng. Mình có một danh sách các vấn đề phải xì trâm tí vua nè. Mình cũng vậy nữa. Nhưng mình chẳng nhớ ra chuyện gì hết. Cần mình thì cần lời khuyên làm cách nào để hoàn chỉnh được cái máy giặt xì trâm này nè. Rồi còn về mấy cái loại cây trồng bị hư hại và cái cầu cần sửa nữa. Tí vua ơi, chúng con cần ơi. Ta tới liền. Sao vậy, cắt xì trâm nhỏ bé? Đầu của người bị sao vậy? Ủa, có bị gì hả? Nhìn nó không được hay sao vậy? Không hề, tí vua à. Dĩ nhiên là không rồi. Nhìn nó thiệt là xì trâm. Đúng rồi, xì trâm ghê. Tí vua ơi, nhưng mà chúng ta còn vài vấn đề cần phải chú ý nữa. Để sau đi cắt xì trâm bé nhỏ, ta có hẹn rồi. Dù tuổi có cao nhưng ta luôn yêu đời, nụ cười luôn trên môi. Và mình cứ sống vui bên nhau mãi chan hòa. Ôi xì trâm trẻ trung. Mình nghĩ rằng tiên qua đã xì trâm nên một tí vua ngu ngơ. Mình cũng nghĩ vậy. Cậu xì trâm kiểu đó mà nghe được á hả? Tiên qua thực sự rất là tốt mà. Để rồi coi. Mình mong tí vua sẽ giúp mình sửa lại cái máy này. Nó vẫn chưa hoạt động bình thường. Dừng lại, đừng mà, dừng lại, dừng lại. Đúng là một ngày thật xì trâm, quá yên bình và. Tí vua ơi, qua đây đi, tí vua ơi. Để sau đi, tí khéo tay, từ từ đi. Lúc nào cũng nói để sau đi, tí khéo tay, đợi tới bao giờ chứ? Nào, mạnh tay lên nữa. Đúng rồi, cá xì trâm. Kéo lên. Kéo lên. Dù tuổi có cao nhưng ta luôn yêu đời, nụ cười luôn trên môi. Và mình cứ sống như bên nhau mấy chàng hòa. Ôi xì trâm trẻ trung. Kéo, tí vua ơi, tụi con đang cần một vài lời khuyên đó. Bầu trời đất đất xanh, nuôi thiên nhiên trong lành, còn gì xinh tươi hơn. Và mình cứ sống vui bên nhau mấy chàng hòa. Ôi xì trâm trẻ trung. Cuộc họp của ủy ban khiếu nại sẽ xì trâm bây giờ để tiếp nhận ý kiến. Ai khiếu nại đầu tiên? Tí vô không còn thời gian dành cho mình nữa rồi. Và tí vô đã giải quyết những gì? Không giải quyết gì hết. Vậy đó, cả làng hiện đang rất náo loạn và tí vô đã không làm gì hết. Và bây giờ tí vua đã giải quyết được chuyện gì rồi? Không gì nữa. Ngài ấy đã dành hết thời gian để ở bên tiên qua đó. Mình ghét tiên qua. Bây giờ thì sao đây? Xin cho một chút đi các cậu. Các cậu không công bằng với tiên qua. Cô ấy thậm chí không cơ này để bào chữa cho mình nữa. Xin lỗi tí cô nương, nhưng không có việc gì được giải quyết. Đã tới lúc phải cho tí vua biết tiên qua đang ảnh hưởng xấu tới ngài ấy như thế nào. Không được rồi, phải làm nhanh hơn thôi. Xin chào tiên qua. Em làm bánh cho ngài nè.
tuyệt vời, cảm ơn em. Giống như mùi bánh của Tí Thăm ăn làm, thiệt ra thì còn ngon hơn nhiều lắm. Ngài ơi, suốt chừng đó năm phải xì trâm độc thân, chắc là khó khăn dữ lắm. Thiệt ra thì cũng không có gì là quá tệ. Nhưng không phải sẽ tốt hơn nếu luôn có đồ ăn trên bàn sao? Tí Thăm ăn luôn chăm chút cho ta rất tốt. Không phải sẽ tốt hơn nếu có ai đó giúp ngài dọn dẹp phòng thí nghiệm sao? Và xoa bóp da cho ngài sau một ngày làm việc vất vả. Nếu như ta có được cái diễm phúc đó thì... Một ai đó luôn dành cho ngài sự quan tâm dịu dàng, chăm sóc xì trâm. Đúng vậy thì quá tuyệt vời rồi. Tí Du ơi, em cảm thấy thật hạnh phúc. Thật hả? Sao vậy? Tí Du à, chúng con có chuyện muốn nói với ngài về tất cả các vấn đề mà Tiên Hoa là nguyên do. Vấn đề hả? Sao chứ, cô ấy không có vấn đề gì hết. Thật ra chúng ta vừa quyết định đó là chúng ta còn ngại ngùng gì nữa, ngài nói nhanh đi. Được, đó là Tiên Hoa và ta sẽ kết xì trùm với nhau. Kết xì trùm. Thành công rồi, mình làm được rồi. Mình đã thuyết phục được xì trùm thông thái nhất kết xì trùm với mình. Tất cả sẽ tiến hành đúng như kế hoạch. Kế hoạch hả? Tới khi mình em giao máy cho Banthaza, mình sẽ được tự do. Hả? Cái gì chứ? Banthaza sao? Phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Đúng đó, để coi cô ta sẽ trả lời ra sao. Ta cũng tính sẽ đi xì trùm các con này. Tí Vô, ngài đang phạm phải một sai lầm lớn đó. Một sai lầm rất lớn. Sao? Tiên Hoa đang muốn lừa gạt ngài. Cái xì trùm chỉ là một phần trong kế hoạch của cô ta thôi. Tụi con đã nghe cô ta nói như vậy đó. Điều đó thật là vô lý. Kế hoạch duy nhất của Tiên Hoa là kế hoạch về đám cưới, và chúng ta cần các con giúp để có thể xì trùm nó được. Nhưng mà Tí Vô, ta có thể xì trùm được các con xì trùm hay không? Ngài có thể tin tưởng ở con, thưa Tí Vua. Dạ đúng đó, thưa Tí Vua. Dạ phải, nếu đó là những gì ngài muốn, thưa Tí Vua. Ngài cứ tin tưởng nó tự nhiên mà. Tốt, bây giờ để ta xì trùm lại với công việc. Được rồi, các xì trùm phải xì trùm thôi. Nếu Tí Vua vẫn nhất định kết xì trùm thì tụi mình sẽ... Phản đối thôi. Tí Vua à, tới đây coi cái này nè. Em đã sắp xếp mọi thứ và các xì trùm đã giúp em rất là nhiều. Tốt, tốt lắm. Trước tiên, mọi đám cưới đều cần có âm nhạc. Chơi đi, các chàng trai. Nhớ cho rõ, chơi càng dở thì càng tốt ha. Lỗi Tí Vua, tụi con cần vài tuần, vài tháng, thậm chí là vài năm mới xì chum hay được. Đúng rồi đó, thiệt là xì chum quá. Có lẽ chúng ta nên quản việc này một thời gian nha Tí Vua, cho tới khi chúng con tập đúng nhẹ. Đừng có vô lý như vậy chứ, chúng ta đi thôi. Em đảm bảo ngài sẽ thích chiếc áo cưới tuyệt đẹp của mình. Tí Thợ Mang sao vậy, cậu chỉ có thể làm được như vậy thôi sao? Xin lỗi Tiên Hoa, nhưng tôi không có phép màu để xì trùm qua một đêm. Tôi sẽ cần một vài tuần, có thể là vài tháng để mai nó thật là đẹp. Có lẽ chúng ta nên xì trùm đám cưới. Không cần đâu, em sẽ tự tay mai áo cho ngài. Trong khi đó, em đã nhờ Tí Khéo tay trang hoàng lại nhà của ngài rồi, để nó thật sự là một tổ ấm. Ngài là một xì trùm may mắn đó Tí Vua. Từ nay trong ngôi nhà này sẽ có thêm bàn tay phụ nữ. Nhưng đây không phải thứ tôi muốn. Thôi kệ luôn đi, ngài khỏi lo. Cứ đi coi bức tranh cưới lãng mạn của chúng ta đã. Bây giờ con xin trịnh trọng được ra mắt kiệt tác tinh tế lộng lẫy của mình. Con đặt tên nó là Cuộc Sống Xì Trùm Của Xì Trùm Ngày Sau. Ôi xì trùm ơi. Sao? Một sai lầm nhỏ thôi mà. Đi thôi. Gửi Banthaza, tôi vội vàng viết lá thư này. Mọi chuyện không được suôn sẻ, tôi phải cố thúc đẩy trước khi Tí Vua thay đổi ý định. Quả đây, đem tới cho Banthaza nhanh lắm. Tôi không thể đưa Tí Vua tới cho ông vào ngày mai như đã nói.
tôi sẽ phải làm lễ kết xì trong giả cây tên Tiên Hoa ha. Thú vị ha, hay chúng ta sẽ tặng chúng một món quà mà chúng không bao giờ quên, phải vậy không? Tiên Hoa, cô là cô dâu xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy đó. Còn đây là quà cưới tôi xì trâm cho cô, tôi tự bó đó. Cảm ơn tí cô nương, tôi chỉ ước mình xứng đáng với điều này. Đừng quan tâm, thôi, thôi tôi phải đi rồi. Đi thôi tí vua, chúng ta làm lễ thôi. Cũng được, nhưng mà tí thăm măng vẫn chưa xì trâm xong bánh cưới. Nhưng em quá hạnh phúc, em không thể đợi thêm nữa. Nhưng khoan đã Tiên Hoa, ta thấy hơi khác. Với lại các sĩ trung của ta sẽ thất vọng nếu chúng ta đi mà không có tụi nhỏ vậy. Em nghĩ họ sẽ theo kịp mà. Hơn nữa đây là cách chúng ta có thể được ở một mình vài phút. Chúng ta tới nơi rồi. Ôi lạ thiệt, sao Tiên Thăm ăn có thể xì trong cái bánh tới đây được? Đó là một bí mật. Không còn bí mật nữa. Ta chạy đi Tiên Hoa. Thứ ta cần không phải là cô ta, mà chính là ngươi Tí Vua. Ôi trời ơi, hụt mất rồi. Hắn chạy thoát rồi, tức chết được. Không hay cho ngươi rồi Tiên Hoa. Quả đen, bắt cô ta. Tiên Hoa, thả cô ấy ra cho ta. Thả ra. Hãy ra cho ta. Thả Tiên Hoa ra đi, giữ tên xì trâm đó lại cho ta. Làm tốt lắm quả đen. Chà, sau cùng ta cũng có được ngươi rồi. Còn ngươi, Tiên Hoa, ngươi được tự do như ta đã hứa. Tự do như ông đã hứa. Tiên Hoa của ta, cô ấy đã gạt ta. Không cần phải khóc Tí Vua, chúng ta sẽ còn sát cánh bên nhau mà. Trời ơi, Tí Vua đúng là một người tốt bụng. Ngài ấy từ bỏ sự tự do của bản thân để cứu mình. Tiên Hoa, Tí Vua đâu rồi? Đúng, Tí Vua đâu? Ngài ấy ngài ấy đã bị bắt rồi. Tất cả là lỗi của tôi. Ngài ấy đã bị bán thôi ra bắt đi. Trước đây tôi cũng đã từng là một tù nhân của hắn, nhưng hắn trả tự do cho tôi, đổi lại tôi phải dụ bắt Tí Vua cho hắn đó. Tiên Hoa, tại sao con lại xì trâm như vậy chứ? Chúng tôi đã biết cô không thật sự quan tâm đến Tí Vua mà. Tôi có quan tâm chứ, nhưng mà tôi xin lỗi, cũng tại vì tôi quá sợ Ban Thơ Gia. Giờ không phải là lúc để khóc lóc. Chuyện quan trọng nhất bây giờ chính là cứu Tí Vua, và chúng tôi cần sự giúp đỡ của cô đó. Cuối cùng thì ta cũng đã có đầy đủ đại diện của các sinh vật trong rừng. Bây giờ ta có thể bắt đầu làm thí nghiệm. Ban Thơ Gia, các loài thú ở đây đều đang rất đói. Ta nghĩ chúng đã bị bỏ đói nhiều ngày lắm rồi. Đúng là vậy, bởi vì ta muốn tất cả bọn chúng kiệt sức. Và ngươi cũng vậy, khi ngươi đói lả đi thì ta muốn làm gì mà không được. Khi các ngươi đã bị thuần phục, ta sẽ thả các ngươi vào rừng để làm việc theo lệnh của ta. Ban Thơ Gia. Tiên Hoa, còn tới đây làm gì? Tôi tới đi cảnh báo cho ông về Tí Vua đó. Ngài ấy sở hữu một sức mạnh mà ông không có. Dù Lý Hoa, sức mạnh gì cho? Sức mạnh của tình bạn đó. Ông nhìn đi. Ai quả đen, bắt chúng lại mau, không cho đứa nào chạy thoát. Tí Vua, tôi xin lỗi, tôi... Để sau đi, chúng ta cần phải cứu các loài vật trong đây. Cứ tận hưởng tự do đi, những con vật khốn khổ. Ta sẽ sớm bắt chúng mày trở lại thôi. Tránh xa ta ra, đồ ngu ngốc. Thả ta ra mau lên. Cái đồ ngu ngốc là ta đây mà. Trời ơi, thả ta ra đi. Thả ta ra. Tí Vô,
ngài đã cứu tôi. Ngài và các xì trâm của ngài đã dạy cho tôi biết ý nghĩa của tình bạn. Nếu như ngài có thể tha thứ cho tôi thì thỉnh thoảng cứ ghé tới thăm tôi trong rừng nhé. Tạm biệt Tiên Hoa. Tội nghiệp Tí Vua quá. Câu chuyện thiệt là buồn. Đúng đó. Mình cá là bây giờ ngài ấy sẽ thấy càng già hơn. Không sao đâu. Ta đã quyết định bạn chỉ già như bạn nghĩ mà thôi. Và cách tốt nhất để xì trung lại sự trẻ trung là trân trọng và tận hưởng những gì mình có. Ngài nói đúng đó Tí Vua. Coi đây, chúng ta có một cái bánh lớn để xì trung ở đây. Vậy thì hãy xì trung nó đi thôi. Dù tuổi có cao nhưng ta luôn yên đời, nụ cười luôn trên môi, và mình cứ sống vui bên nhau mãi đàng hoàng.